ký thân mến, hôm nay là một ngày dài và rối bời. Tại sao những cảm xúc tiêu cực này cứ quẩn quanh nơi đây, làm cho tôi như quên đi chính bản thân mình. Không biết liệu rằng có ai ở bên và đồng hành cùng tôi trên quãng đường này không? Có lẽ hiện giờ tôi cần nhất là hơi thở, một hơi thở thật dài và sâu. Tình yêu nhìn vào
mình trong gương, từng hứa phải cố gắng hơn. Vì từng ngày dài trôi qua, thời gian không chờ đợi chúng ta. Dù cho ước mơ có lớn đến thế nào, chỉ có khả năng mới chinh phục khát khao. Phủ sáng thành vì sao, cấp lấp lánh trên cao, chiếu sáng thế giới này bằng bao thanh âm. Chỉ có tôi mới biết sân khấu này là cuộc sống, sân mơ duy nhất đời tôi hằng mong. Từng bước một tôi bước về phía ánh sáng kia, về phía tiếng vỗ tay vặn lên ở phía trước. Vào lúc anh những ước mơ hàng đêm tôi ơ, giờ đã lớn lên sẽ thành những cuộc đời này sẽ không bao giờ có cô tin hiện ra, và ban điều ước chỉ là mình nên vững tin vào bản thân trên con đường dài sau này. Dù rằng bản thân sẽ phải bao nhiêu lần gục ngã và mang tổn thương, nhưng tôi luôn tin rằng trong tàn tro phượng hoàng sẽ vỗ cánh bay lên. Tôi xin cảm ơn ba mẹ, bạn thầy cô, bạn bè đã ở bên động viên và cho tôi những điều tuyệt vời trong cuộc sống. Cảm ơn cả những vấp ngã đã giúp tôi mạnh mẽ hơn. Và cảm ơn chính bản thân đã luôn cố gắng từng ngày. Lời sau cùng, cảm ơn mọi người đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi.